Hôm nay xin chia sẻ một bài đàn nhị đảm bảo các bạn học xong nhà sẽ giàu. Đây đoạn demo đây này. Cái bài này ấy thì cảm âm tôi sẽ đọc cho cảm âm cho các bạn nhé, đó là Rê son son si son fa si, Rê son son si son fa si do do re do si son. Đọc lại: Rê son son si son fa si do do re do si son. Đánh vào đàn. Câu 2: Rê son son si son fa si do, si do re fa re son. Đọc lại: Re son son si son fa si do, si do re fa re son. Đấy, rất là dễ. Đảm bảo các bạn học xong bài này sẽ giàu. Chúc các bạn học bài này thành công.